Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành do Thiếu tướng Nguyễn Bạch Đằng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng về kết quả thực hiện quy chế số 1 giữa Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tham dự buổi kiểm tra. Theo Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng, thông qua quy chế phối hợp đã góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phát hiện, ngăn chặn xử lý các vi phạm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hiệu lực pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Theo đó, với sự phối hợp của cơ quan công an, Bảo hiểm xã hội thành phố và các quận huyện đã mời 233 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội đến làm việc, qua đó thu nợ được hơn 10 tỷ đồng, chiếm 45% tổng số nợ. Tại buổi làm việc, các đơn vị cũng đã trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai quy chế, kiến nghị Trung ương tháo gỡ như thiếu cụ thể về thủ tục, thành phần hồ sơ để cơ quan bảo hiểm xã hội khởi tố tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo điều 216 Bộ luật hình sự. Hay như chưa có nhiều vụ trốn đóng, nợ chây ì được xử lý nghiêm khắc để tăng tính răn đe. Đặc biệt, một số doanh nghiệp FDI còn nợ động tiền lương, nợ các chính sách bảo hiểm, trong khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn về nước, quyền lợi người lao động bị xâm hại nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm. Các ý kiến cho rằng, hai cơ quan cần thường xuyên trao đổi thông tin ban đầu, xác định vấn đề nổi cộm liên quan đến quyền lợi người lao động, nắm rõ sức khỏe doanh nghiệp để có giải pháp xử lý hiệu quả.